Bây giờ thì ai cũng hiểu hết. Ok, bây giờ ai cũng hiểu, giờ ai mà thí dụ mà thấy nói ô tôi không cấm treo cờ Việt Cộng, thấy cái cờ Việt Cộng mà bỏ trên xe chạy vòng vòng đó, thấy thấy ông Trí Tả có đi ra ngoài phản đối biểu tình được không? Nó no. Thấy ai làm, tại có đó cái hiến pháp của người ta. Tôi không nói là đúng, người cư dân có quyền lên tiếng phản đối biểu tình la ó mà không được đụng người ta, đồng ý không? Nói là cấm treo cờ, bởi vì tại Việt Cộng họ muốn đi, họ muốn đi qua đây, họ làm cái chuyện đó rất là khó khăn, mình đi biểu tình thôi chứ không được đụng họ. Nghị viên Ted Bùi, một hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bố của ông là một sĩ quan Đà Lạt khóa 13, ông Bùi Ngọc Châu, và bác của ông là thiếu tá Bùi Bá Lan, phục vụ gần 2 thập niên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông lớn lên trong một gia đình đặt nặng tinh thần phục vụ cho quốc gia, nên ông trân quý và luôn muốn bảo tồn những giá trị, quyền lợi và tiếng nói của thế hệ đi trước. Ông Ted Bùi, một chủ doanh nghiệp nhỏ với hơn 20 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp bằng luật. Ông sẽ tranh đấu để gia tăng ngân sách cho lực lượng thực thi pháp luật để nâng cao an toàn công cộng, tranh đấu để gia tăng ngân sách giáo dục, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng kinh doanh và phát triển, giải quyết gấp tình trạng vô gia cư để không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn công cộng, một tình trạng hiện đang trở thành khủng hoảng nhân đạo. Xin quý kỳ tri hãy dồn phiếu cho ông Ted Bùi vào chức vụ dân biểu tiểu bang của đề hạt 70. Xin cảm ơn quý vị. Paid for by Ted Bùi for State Assembly 2022. Kính chào quý khán thính giả của Phú Quang Sa TV. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và Andrew cũng rất là vui được gặp gỡ lại nghị viên Tài Đỗ, là một trong những nghị viên trẻ và đẹp trai nhất thành phố Westminster. Yeah, xin cảm ơn anh Andrew Lê và xin kính chào tất cả các quý vị khán giả. Kính chào ông nghị viên. Vừa qua thì trong thành phố chắc chắn là nghị viên cũng đã là người ở trong những cái cuộc họp rất là quan trọng. Và ngày hôm nay, nhân dịp có rất là nhiều việc giữa cộng đồng của mình, nó cũng đang cần có cái sự chia sẻ cũng như là cái sự nhìn nhận, quan điểm. Thì hôm nay trong cái chương trình Góc nhìn Andrew Lê của Phố Bánh Xe TV, Andrew cũng rất là vui có cái cuộc hẹn với lại ông nghị viên vào buổi sáng sớm, và để chúng ta có thể vừa uống cà phê với nghị viên nè, và vừa nói chuyện một chút xíu về trong cộng đồng. Thì trước hết Andrew muốn trình bày cho quý vị khán thính giả một cách tóm tắt về cái dự luật C. Dự luật C thì có lẽ là nghị viên Tà Đỗ là người biết rành nhất về cái việc này, xin nghị viên cùng trình bày cho quý đồng hương biết và cái hướng giải quyết trong tương lai là thế nào ạ. Thì khi mà tôi tranh cử năm 2018 đó, thì tôi có cái ý định là phải thay đổi cái thành phố Westminster, tại nó có quá nhiều vấn đề. Thì sau cái cách nhìn mà khách quan á, thì tôi thấy những cái cần thay đổi là thứ nhất là cần phải có rõ ràng minh bạch trong thành phố trước. Ok, cần phải thay đổi cái nhóm lãnh đạo trong thành phố, để tại vì những cái người lãnh đạo trong thành phố hồi đó giờ đó họ chỉ lo cho hội đồng nghị viên thành phố thôi, họ chỉ làm cho hội đồng nghị viên thành phố hài lòng chứ họ không có quan tâm tới thành phố cũng như là nhân viên, cho nên thành phố bị rất là nhiều vấn đề. Thì cái vấn đề đó đã được giải quyết rồi, bây giờ cái nhóm lãnh đạo mới của thành phố bây giờ họ thật sự là họ lo lắng cho thành phố, họ thay đổi chính sách để mà họ giúp đỡ, để mà bảo vệ nhân viên cũng như bảo vệ thành phố. Thì cái điều đó rất là tốt. Thì có nghĩa là bảo vệ thành phố ra khỏi những cái vụ kiện tụng đó, đúng không ạ? Dạ, thì cái vấn đề này thật sự mà nói rất là xấu hổ khi mà nhắc lại cái quá khứ. Tại vì những người tổng quản trị trong quá khứ đó, họ không có để ý gì tới nhân viên thành phố đó. Họ không có những cái nội quy để bảo vệ cho nhân viên, mà khi nhân viên bị hà hiếp bởi những người đồng nghiệp đó, thì khi mà họ kiện thành phố, thành phố không có kiếm được những cái người nhân viên khác trong thành phố đứng ra để mà làm nhân chứng ở trong tòa để bảo vệ thành phố. Nó tệ đến nỗi như vậy đó, anh hiểu tôi nói không? Cho nên bây giờ cái người lãnh đạo mới tạm thời, nhưng mà họ vẫn làm việc để mà thay đổi chính sách, làm những cái policy để tất cả những cái văn phòng trong thành phố bây giờ có những cái chính sách để mà ghi ra rất là rõ ràng cái nhiệm vụ của mỗi người như thế nào, để mà những cái đó khi mình ra tòa nó mới giúp cho thành phố được. Ngày xưa tới giờ thành phố không có những cái đó. Cái điều mà thật sự mà nói rất là shocking, rất là bàng hoàng cho tất cả mọi người khi mà biết cái sự thật của thành phố Westminster đó như thế nào.
thì cái vấn đề đó coi như là tạm giải quyết được xong rồi. Vấn đề thứ hai là tôi muốn cái thành phố này phải có 5 địa hạt. Lúc trước 4 địa hạt thôi, nhưng bây giờ phải có 5 địa hạt là cái Measure C đó, cái dự luật C đó. Thì tôi đưa cái nghị trình ra trong thành phố cách đây mấy tháng, thì thành phố, hội đại đa số với hội đồng nhân dân thành phố đồng ý là đưa ra để trưng cầu dân ý trong cái bầu cử tháng 6 này đó, là thành phố Westminster sẽ hủy bỏ cái bầu cử cho thị trưởng mà lập cái hình thức cũ. Lập ra 5 địa hạt, thay vì bây giờ có 4, bây giờ chia thành phố ra 5 địa hạt để có 5 người nghị viên đại diện cư dân trong mỗi cái khu vực đó. Tại sao? Khi mà mình là sống trong cái khu vực, cái địa hạt đó, mình hiểu cái tình hình dân thế, dân tình trong cái địa hạt đó, mình biết cái gì quan trọng đối với người cư dân trong cái địa hạt đó, để mình lên tiếng trong hội đồng nghị viên thành phố để bảo vệ cái khu địa hạt nhỏ của mình thôi. Bây giờ đó tôi là chính người duy nhất trong thành phố là at large, là như là lúc khi tôi bầu cử, tôi nguyên một thành phố bầu cử tôi. Ok. Cho nên nhưng mà cái địa hạt tôi bây giờ nó không có, tôi ở cái địa hạt của ông Caleb Manzo rồi, cho nên cái năm nay nó không có bầu cử, cho nên tôi không thấy nào mà tái ứng cử được hết á. Nhưng cái điều đó không quan trọng. Mà trước hết á là tôi xin đính chính trước là tôi có thể, nếu mà cái dự luật này mà không có thông qua đó, là cái chức thị trưởng vẫn được bầu á, thì cuối năm nay tôi có thể tranh cử cho chức thị trưởng với lại bất cứ người nào. Đó, nhưng mà tôi vẫn ủng hộ cái năm địa hạt để không có bầu cử thị trưởng. Để chi? Cái điều quan trọng mà khi mà mình có 5 người nghị viên trong thành phố, giống như thành phố Van Valley đó, thì cái cách làm việc của mình phải rất là ôn hòa đối với nhau. Tại vì sao? Khi tới cái phiên mình lên đại diện làm cho thị trưởng đó, mình phải muốn đồng viên của mình ủng hộ mình. Cho nên cách làm việc của mình phải nhã nhặn hơn. Cho nên anh hiểu tôi nói, cái sự đoàn kết trong thành phố tôi nó sẽ tăng hơn, lên cao hơn. Bây giờ á thì mỗi người có được một cái địa hạt, rồi ông thị trưởng được bầu lên á, thì không có ai có quyền mà ảnh hưởng tới cái cương vị mà thị trưởng của họ hết á. Họ không cần phải mấy người đồng viện của họ ủng hộ, cho nên họ có thể là bất cần. Cứ hết cái hình thức mới thì Andrew có nghe nói rằng là nó cũng là một cái mô hình mà tiểu bang California cũng đang hướng đến các thành phố khác hoạt động như vậy, đúng không? Có nghĩa là từ cái mô hình 4 quận hạt cũ hồi trước, bây giờ đó là chia thành 5 để nó cùng giống với lại cái mô hình mà tiểu bang California muốn các thành phố nhỏ cũng đang dần dần di chuyển theo cái hướng đó. Thì nếu mà nói đến điều đó thì nghị viên có nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn cho thành phố hay không, và làm sao mình biết chắc như vậy được? Cái điều đó, thứ nhất á, nó sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rất là cái điều đó không có cái vấn đề, không có cái gì mà gọi là nghi ngờ về vấn đề đó hết á. Tại vì cái chức thị trưởng chúng ta ai cũng biết rồi, chức thị trưởng chỉ là một phiếu thôi. Thị trưởng ở đây không có ở làm việc ở trong thành phố hàng ngày. Ông thị trưởng cũng như những người nghị viên chúng tôi đều phải có việc riêng hết. Mỗi một tháng chúng tôi phải họp 2 lần để mà quyết định những hành chính trong thành phố, làm những cái luật trong thành phố, là quyết định về hành chính, tiền bạc, xong rồi tất cả mọi việc đều đưa cho người tổng quản trị. Chúng tôi không có mặt ở trong thành phố hàng ngày. Cho nên cái chức thị trưởng ngày xưa đó chỉ có 2 năm thôi, và mỗi 2 năm phải tranh cử một lần để cho nó được cái giống như là gọi là review đó, được người ta đánh giá lại mỗi 2 năm. Nhưng mà sau khi ông Tyler Điệp ông rời khỏi cái hội đồng nghị viên thành phố, thì ông đưa ra trong cái nghị trình để mà đổi cái chức thị trưởng được bầu cử từ mỗi 2 năm thành 4 năm. Thì cái đó thì, nhưng mà cư dân đã đồng ý rồi, ta thông qua rồi, cho nên cái chức thị trưởng bây giờ là 4 năm. Nhưng cái vấn đề nó làm ra rất là nhiều xáo trộn trong thành phố. Tại vì trong vòng 22 năm mà chỉ có 2 người thị trưởng thôi, mà ông Chí Trả đã làm thị trưởng 10 năm hay bao nhiêu rồi, 12 năm. Nhưng mà thành phố sắp sửa phải face bankruptcy rồi, phải chuẩn bị phá sản nếu mà cái tiền thuế này không tiếp tục tăng vào tháng 11 này. Thì những cái chuyện đó, thành phố cần phải có những cái nhóm lãnh đạo mới, những cái máu mới vô để mà thay đổi lại. Tại vì cái cách làm việc bây giờ nó không có hữu hiệu nữa. Cho nên đó là lý do tại sao tôi ủng hộ cái dự luật C. Tại vì nếu mà tôi thông qua đó, tôi không có
không có cái chỗ nào để mà tái chính ứng cử lại hết. Mà cái điều đó là đối với tôi là cái điều tốt. Tôi không cần phải là một cái người chính trị gia chuyên nghiệp, career politician. Đây là cái cách thay đổi cần thiết mà thành phố chủ Westminster phải được nó phải được thông qua. Có nghĩa là theo cái dự luật si này thì nó không phải là cái điều đầu tiên và mới lạ nhất mà thành phố Westminster phải đối diện. Nhưng mà kính thưa quý vị, là những thành phố lân cận của thành phố Westminster đã ứng dụng cái mô hình này rồi. Và đơn cử là thành phố Fountain Valley, giống như là nghị viên đã nói, có nghĩa là thay vì là dân họ bầu cử trực tiếp ông thị trưởng thành phố, thì bây giờ đó là các nghị viên trong thành phố, ủy ban của thành phố sẽ chính thức là sẽ rotate, có nghĩa là sẽ luân phiên. Andrew thấy cái hình thức đó, tôi sống ở Fountain Valley, tôi thấy cũng đâu có cái gì đâu mà có vẻ là giống như độc tài hay là ghê gớm gì đâu. Tại vì anh Michael Võ đó thì có một là có những năm ảnh được làm thị trưởng, sau đó ảnh xuống làm phó thị trưởng, rồi sau đó luân phiên với nhau, và tôi thấy nó rất là đều tay. Họ làm việc, nếu mà anh tới cái hội đồng nghị viên thành phố ở Fountain Valley đó, họ bảo vệ nhau, họ bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà họ không có xỉ vả nhau thậm tệ như là ở trong thành phố Westminster. Mà cũng không có những cái cuộc họp thâu đêm mà đem ra những cái vấn đề như Westminster. Kỳ đó Andrew nhớ Andrew có thông dịch một vài lần lúc mà cái nghị trình nó có những cái vấn đề rất là hot. Ví dụ như là cái buổi thành phố đưa ra cái nghị trình là phạt ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, hay là thậm chí là cũng censor luôn ông Tạ Đức Trí về cái vấn đề đủ thứ chuyện trong thành phố hết. Chúng ta thấy rằng là chưa, những thành phố đó Andrew không nhớ là họ có bao giờ mà họp quá 4 tiếng hết trơn á. Tại vì họ cư dân trong thành phố họ đều thông hiểu tiếng Anh, họ hiểu cái vấn đề xảy ra trong thành phố, cho nên những người nghị viên cũng như thị trưởng, đương kim thị trưởng trong đó họ không có dám quá lố đi. Còn cái thành phố Westminster chúng ta đó, cư dân đa số là những người mấy chú mấy bác là làm rất là cần cù làm việc, lo lắng cho gia đình, nhưng không có để ý nhiều về những chuyện xảy ra trong thành phố, với lại những cái sự kiện xảy ra trong thành phố đều bằng tiếng Anh, rất ít người am tường, ngoài khi những cái cơ sở, những cái truyền thông báo chí giống như phố Bò Sa TV, giống như Andrew Lê làm những cái chương trình này để trình bày để cho những cư dân chúng ta biết, thì lúc đó họ mới thông qua, họ hiểu cách rõ ràng hơn. Chứ ngoài ra mà nếu mà đi tùy theo cái tiếng Anh á, rất là nhiều người có vấn đề cái chuyện đó. Cho nên những người mà nghị viên cũng như thị trưởng trong thành phố Westminster này á, khi mà họ họp bằng tiếng Anh á, họ không có sợ cái hậu quả của những lời nói của họ, tại vì đa số những lời họ nói chỉ có người Mỹ biết thôi, chứ ngoài ra người Việt chúng ta không có hề, rất là khó khăn cho người Việt để mà thông hiểu về những cái vấn đề xảy ra trong thành phố. Cho nên cái điều đó làm cho họ rất là tự tin. Những gì họ nói nó không ảnh hưởng tới cái sự nghiệp chính trị của họ. Với lại Andrew cũng thấy rằng là thành phố Westminster cũng cần có một sự thay đổi nào đó tích cực hơn. Bị đơn cử là Andrew làm business ở ngay thành phố Westminster như quý vị biết, và cái văn phòng của mình thì cũng nằm trong cái khu phải nói là rất là đông đúc. Nhưng mà kể từ trong vòng sau khoảng cỡ giữa Covid cho đến sau Covid cho đến bữa nay đó, thì anh biết là cái công ty của mình á, mình chuyên trao đổi và mua bán những xe cũ, mà tôi có 5 chiếc xe bị cắt cái ống khói. Ngay cả catalytic converter các bạn, mà ngay cả là trong cái khu vực của mình là rất là an ninh luôn á, mà thành phố Westminster là ngày nào tôi cũng thấy homeless, những người vô gia cư á, mà không phải là người Việt Nam nha các bạn, toàn là người Mỹ với người Mỹ trắng, rồi không những là nam mà còn có nữ nữa, mà rất là nói chung độ tuổi trung bình là từ ngoài trên 18 tuổi cho đến thậm chí 70 mấy 80 tuổi luôn. Mà họ đi vòng vòng vậy, rồi họ dắt chó dắt mèo, rồi hôi thối, rồi có người thì đi bộ đi xe đạp, có người thì ngủ lê lết. Và hậu quả là bản thân mình cũng phải chịu bị hại luôn, là 5 cái ống khói bị cắt. Mỗi cái ống khói như vậy trung bình khoảng từ 1.500 đến 2.000. Giờ cái vấn đề về nói về cái ống lực khói catalytic converter, cái ống nó gắn trước thì cái ống bô. Ống bô là giảm tiếng phải không? Giảm thanh. Còn trước đó là cái catalytic converter, nó có cái nhiều cái kim loại quý trong đó. Nhưng mà cái điều mà thật là bất hạnh là tiểu bang California nó không có cái luật mà cấm những người không phải là chủ mà có cái ống bô đó. Cho nên cảnh sát
bắt được cái người mà có cái ống bô đó cắt ra nhưng mà họ không có thể nào buộc tội như đó được hết á, ngoài trừ họ thấy bắt được quả tang là người đang tháo cắt cái ống lược khói ra. Cho nên cái đây mấy tuần lễ tôi có đưa ra cái một cái dự luật cho thành phố Westminster, đưa ra một cái luật mới là những người nào không phải là chủ của những cái ống lược khói đó đó, họ không có được quyền có những cái đó trong cái possession của họ, cái gara hoặc trong nhà của họ, trong đi ngoài đường bất cứ lúc nào. À, là họ phải chứng minh là đây là cái máy, cái bộ phận là lượt khói của xe họ hoặc là của họ, để phải chứng minh là cái đó của họ mới được có quyền có cái đó trong cầm trong đó. Yeah. Thì cái đó đã hy vọng nó sẽ giúp những người cảnh sát có cái luật để họ giải quyết vấn đề, với lại cũng làm cho họ những người tội phạm mà họ không có liều lĩnh để mà làm những cái chuyện này, tại cái cơ hội bị bắt này sẽ cao hơn. Yeah. Hiện tại bây giờ luật tiểu bang chưa có, cũng như thành phố chưa có cái luật nào mà cấm người ta có những cái mà bộ phận lượt khói sở hữu cái đó mà không có xe đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà nói như nghị viên tài đổ đó thì nó có vẻ là có công bằng hay không khi mà mình nói rằng những cái vấn nạn trong thành phố này phải đổ thừa lên đầu ông thị trưởng, trong khi đó nghị viên mới vừa nói là thành phố chúng tôi không có ở đây mỗi ngày. Yeah. Cái người mà chịu trách nhiệm chính là cái ông quản trị thành phố, thì bây giờ mình đổ thừa ông quản trị thành phố có được hay không, mình có thay ông được không? Cái vấn đề anh nói như nè, nếu mà anh để ý trong cái chuyện xảy ra trong hội đồng nhân dân thành phố bao nhiêu năm nay, khoảng 3 năm nay gì phải không, anh thấy cái thành phố có đưa ra những cái vấn đề nào mà đặt ra để mà giúp thành phố có thêm tài chính không? Không, toàn là những cái chuyện mà đánh với nhau không, còn là những người nghị viên cũng như thị trưởng lúc nào có nghĩa là cái hậu quả cuối cùng cũng là cái hội đồng thành phố. Hội đồng thành phố, tại vì sao? Tại vì được giống như là mình có con như vậy, mình khá giả, mình có con, tại vì mình bắt con mình đi làm, mình cứ cho tiền nó, không cần phải đi làm nữa, cứ đưa tiền cho con rồi con đâu cần phải làm gì đâu. Thì trong cái trường hợp của thành phố Westminster như vậy, tăng thuế sales tax bao nhiêu năm nay, 6 năm nay rồi, ok, từ 2016 thành phố sắp sửa phá sản thì xin dân cư dân để mà tăng thuế 1% cái tiền mà thuế sales tax đi mua đồ là trả tiền thuế đó. Thì lúc đó là ông Trí Tà là người Đảng Cộng Hòa, thì ông Đảng Cộng Hòa không có thích tăng thuế, cho nên ông có muốn bảo vệ cái quyền, cái sự nghiệp chính trị của ông ta với Đảng Cộng Hòa, cho nên ông nói ok, chúng tôi đồng ý đưa cho cư dân để quyết định tăng thuế, nhưng mà tôi muốn nó sẽ bế mạc trong vòng 6 năm. Thì có nghĩa là sao? Tôi muốn tăng thuế nhưng mà không phải là vĩnh viễn. Đưa một cái giới hạn. Đưa một cái giới hạn luôn. À, đó, thì 2016, thì hôm nay là 2022, thì là tháng 11 này nó sẽ bế mạc. Ok. Trong vòng 6 năm nay, thành phố không có làm cái gì để đưa thành phố lên hết. Tối ngày là chỉ có tranh đấu cho sự nghiệp chính trị, đưa những cái tin giả để tấn công nhau, để mà tấn công những cái địch thủ chính trị của mình, chứ ngoài ra không có một cái gì để mà đưa thành phố lên hết. Đó là lý do tại sao chúng ta cần những cái máu mới, những cái lãnh đạo mới, những cái nhóm trẻ, những người mà có khả năng để mà lãnh đạo thành phố, chứ không phải những cái nhóm người mà vô đây để mà chỉ có sự nghiệp chính trị của họ thôi, là chúng ta cần phải sự thay đổi rất là lớn. Nhưng đối với tôi không cần phải có mặt trong cái thành phố này nữa, tại vì tôi cảm thấy những sự thay đổi tôi đã đưa ra trong thành phố 3 năm nay rồi, nó đã làm cho mọi người sáng suốt về những cái hành chính của thành phố, những việc gì cần phải làm, tất cả mọi người trong thành phố đã hiểu biết rất rõ rồi. Ok, tôi nghĩ là tôi đã clear và dẹp đường cho tất cả những cái nhóm người mới họ vô để họ thay đổi cái thành phố này, họ làm những gì cần phải làm. Vì cái sự giới hạn cho những người máu mới vô là sao? Họ bị tấn công quá đi. Nếu mà họ không thuộc một cái nhóm chính trị nào, họ không có cơ hội lọt vô. Họ hoàn toàn không có cơ hội lọt vô. Họ vừa đưa đi ra, họ đưa cái ý định mà đi tranh cử là họ bị tấn công ngay lập tức. Sẽ bị chụp mũ, phải nói cái này là cái kia, là tấn công bằng mọi giá để làm chi? Để người ta nản, người ta không vô. Có nghĩa là không khí, cái môi trường chính trị tại thành phố Westminster này nó rất là khắc nghiệt đối với những ai muốn cống hiến
và có khả năng muốn cống hiến, muốn cống hiến cho cộng đồng, yeah, thì cũng thấy là khó khăn. Đó là theo nhận định của nghị viên. Như vậy thì theo nghị viên đó là trong tương lai mà nếu mà nghị viên, giả dụ như nghị viên là thị trưởng, thì nghị viên sẽ làm gì trước hết? Tôi là thị trưởng được người đồng viện bầu lên, hay là tôi được bầu lên thị trưởng? Trong bất cứ bằng cách nào, nếu như nghị viên là thị trưởng của thành phố Westminster, thì nghị viên sẽ làm cái gì? Ok, nếu mà tôi là cái người cương vị thị trưởng, tôi sẽ quản lý cái buổi họp thành phố một cách công bằng. Ok, tôi sẽ cấm, phải ngăn chặn những cái sự tấn công cá nhân trong những buổi họp thành phố, để mà chi, để cho nó bảo vệ tất cả. Có nghĩa là đồng viện tấn công lẫn nhau, với cấm, lại cấm cái là cứ không phải cấm mà ngăn chặn nó lại. Tại sao anh nói chuyện gì mà nó dính líu với cái vấn đề làm việc? Nhưng mà cái đó là hợp pháp đúng không? Hợp pháp chứ không phải là độc tài. Hợp pháp đúng rồi, hợp pháp. Theo đúng theo cái cách tinh thần xây dựng cái constitutional, phải có cái First Amendment, cái freedom of speech, cái luật tự do ngôn luận. Các bạn không thấy mà ấy cái đó được hết. Nhưng mà mình phải làm sao cho tất cả nó cái công bằng, đến chi cái buổi họp nó trật tự. Nó không phải giống một cái hàng chợ hàng cá mà để cho những người khác tấn công cá nhân vô. Nói tiếng Việt, tấn công cá nhân mà cái người thị trưởng hiểu tiếng Việt, biết họ đang chửi cái người nghị viên trong thành phố mà không nói tiếng Việt được. Không, đó, mà đừng để cho họ nói, khi mà tới lúc mà tôi chịu không nổi rồi tôi phải nói tiếng là tấn công cá nhân, lúc đó ông thị trưởng mới nói không được vậy. Anh hiểu tôi nói gì không? Đó là những cái mà cái hội đồng nghị viên thành phố là phải được quản lý một cách bảo vệ tất cả mọi người hết, không phải là chỉ có những người đồng minh với mình thôi, mà bảo vệ tất cả mọi người một cách rất là công bằng, là cái người thị trưởng chân chính. Dạ, ngoài ra còn gì nữa? Thì cái thị trưởng thì nó cũng không có cái gì gọi là hơn những người nghị viên hết, tất cả đều phải để nó nghị trình, rồi chứng minh là người đồng viện họ quyết định họ có muốn ủng hộ cái đó hay không. Và chỉ có như vậy thôi. Và ông thị trưởng là người có cái quyền gọi là điều hành cái buổi họp đó. Chỉ có cái đó thôi. Chứ ngoài ra ông thị trưởng không có một cái gì quyền gì hơn cái vấn đề đó. Cũng không phải là một ông vua muốn ban quyền cho ai hay là ban đặc ân cho ai hết đúng không ạ? Thì hồi đó tới giờ đó, trước khi tôi vô trong hội đồng nghị viên thành phố, tất cả những người này đều nói là tôi là thị trưởng, là tôi quản lý hết cái thành phố này hàng ngày. Tất cả quý vị muốn cần cái gì tới cho tôi. Cái điều đó hoàn toàn không đúng. Từ cái ngày tôi vô, tôi giải thích cho tất cả mọi người biết những cái này là những cái sự không có đúng sự thật. Thị trưởng cũng như nghị viên chỉ là cái người làm việc bán thời gian thôi, không có quản lý thành phố, chỉ có làm ra luật. Yes, chúng tôi làm ra luật quyết định hành chính trong thành phố, giao cho người tổng quản trị, họ quản lý thành phố hàng ngày thôi. Họ cần cái gì, cái người mà chúng tôi mướn được là chỉ có người tổng quản trị thôi. Ngoài ra tất cả những người nhân viên thành phố chúng tôi không được đụng đến, không được đuổi họ, không được mướn họ, không quyền có ý kiến gì hết á, không quyền ra lệnh cho họ. Muốn ra lệnh cho mấy người đó là phải đi qua người tổng quản trị. Trong cái video clip gần đây mà chắc quý vị cũng được biết á, bà Kimberly Hồ cũng lên Phố Quân CTV và nói rằng là ông Tạ Đức Trí là người không có khả năng hoặc là khả năng thực hành rất là yếu kém, cũng giống như là một số các cái buổi họp khác. Andrew cũng thấy ông Charlie Nguyễn Minh Chí cũng vậy, cái cách nói tiếng Anh của họ Andrew cũng rất là khó hiểu họ muốn nói cái gì. Anh có nghĩ rằng là bởi vì cái khả năng giới hạn của họ cho nên là họ không có biết những cái job description, hay là họ không có biết cách điều hành, mặc dù họ cũng đã học trường đại học ở Mỹ, cũng đã có cái ESL, ít ra cũng tới cái tầm gọi là hiểu biết được đúng không, mà sao họ lại không hiểu cái công việc họ như vậy? Có cái câu hỏi anh phải nói là rất là khó trả lời. Thì nếu mà nói họ không có kiến thức thì cũng không đúng. Vấn đề họ nói tiếng Mỹ không có rõ, không có rành như những người khác thì đúng. Cái nhưng mà nói mà họ không hiểu thì tôi không có đồng ý điều đó. Họ có thể nói là những gì cần họ cần hiểu thì họ hiểu rất là nhanh, mà họ gì họ cần phải lờ đi là như không hiểu thì họ làm cái chuyện đó rất là hay. Cho nên nó không có đều. Anh hiểu chưa? Có nghĩa là hiểu một cách lựa chọn. Hiểu cách lựa chọn. Tại vì sao? Thật sự mà nói, anh với anh Andrew với lại tất cả quý vị khán giả, chúng tôi là những người mà đã sống sót bao nhiêu năm nay, đã vượt biên, đã gầm vào sanh ra tử. Ok, chúng tôi đã làm rất là nhiều việc để mà sống sót tới ngày hôm nay. Không có người nào khờ hết. Thật sự mà nói, anh Andrew không hiểu tôi nói không? Cho nên đây là những cái tôi không có nghe cái chương trình mà bà Kimberly Hồ nói về ông Thúy Tạ. Nhưng mà
thực sự mà nói thì ông Trí Tạ chỉ có thể có khả năng là được bầu cử với lại làm việc trong cái phạm vi của thành phố Westminster thôi. Chứ nếu mà ông ra cái vòng chính mà ông phải làm việc với người Mỹ đó thì ông ta sẽ có rất là nhiều là khó khăn. Tại vì sao? Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883. Ông Tạ Đức Chí khi nói tiếng Việt nó rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cái việc trong bao nhiêu năm nay là một người thị trưởng đó, ông rất là im lặng trong cái phương cương vị mà nói tiếng Mỹ. Từ cái ngày COVID tới giờ anh thấy có cái chương trình nào mà ông đi ra ông nói tiếng Mỹ để mà ông trấn an nhân cư dân thành phố không? Ông nói tiếng Việt rất là nhiều nhưng mà tiếng Mỹ hầu như là không có cái chương trình hầu nào. Như không có, em nếu em nhớ không hề có một cái chương trình gọi là lên news sẽ kêu gọi đồng hương là nó nguy hiểm hoặc là trấn an cộng đồng tiếng Anh hoặc là ít ra trong cái mùa Tết vừa rồi á thì tổ chức Tết á chỉ có thấy anh Ngô Kỷ với lại Nam Quang lên nói rằng là cái sự tổ chức Tết như vậy nó đẹp rất là đông người và nó sẽ là một cái super spreading event là lây nhiễm rất là nhiều. Nhưng mà bản thân Andrew cũng còn cái text ở đây, Andrew cũng có mời thị trưởng Tạ Đức Trí lên để Andrew phỏng vấn, có một vài lời nói về cái vấn đề đó hoặc là ít ra cũng ủng hộ cái quan điểm của anh Ngô Kỷ hoặc Nam Quang, thì cũng là một sự im lặng, không hề có gì. Rất là khó cho nếu mà anh đi tìm anh rất là khó cho anh tất cả mọi người tìm một cái chương trình phỏng vấn nào mà ông Tạ Đức Trí đi một mình hết á. Ông lúc nào cũng phải có một người đi theo với ông để mà giúp đỡ ông trả lời những câu hỏi của... Nhưng mà ông ta là cử nhân của khoa học chính trị của Mỹ thì cũng đâu phải đến nỗi nào. Thì nếu mà một cương vị một người có khả năng thì đâu có cần phải có một người khác đi với mình đâu. Cho nên anh hiểu. Cái này là mình không phải là nói xấu hay là chăm chọc, nhưng mà mình chỉ phân tích trên cái phương diện là nếu một người có cái khả năng ngôn ngữ tốt hoặc là am hiểu tình hình thì ít ra nó cũng sẽ có một cái sự tiến triển khác trong thành phố, đúng không ạ? Như vậy thì nói tóm lại là trong cái dự luật si này thì nghị viên nghĩ rằng là bà con mình nếu mà đồng hương muốn cái tốt hơn cho cộng đồng thì nên bầu yes hay là no? Yes, yes nghĩa là có đó. Cái này nó sẽ nghĩa là chấp thuận cho một cái sự thay đổi mới cho cộng đồng. Yeah. Là thành phố thay vì là có 4 quận thì trở nên 5 quận, mỗi quận được đại diện bởi một nghị viên của thành phố. Sau đó là ủy ban thành phố sẽ bầu chọn và luân phiên cái chức vụ thị trưởng để đem cái tốt nhất cho cái quyền lợi của thành phố và cư dân. Cái cách luân phiên đó có nhiều người, tôi nghe những người chỉ trích cái vấn đề luân phiên, nói là sẽ chi tiền nhau rồi kêu mọi người trong đồng biện ủng hộ nhau, hối lộ nhau để mà được bầu làm thị trưởng. Thì đa số những cái luật trong thành phố mà những thành phố mà có những cái thị trưởng luân phiên nó có cái xây tour đúng theo cái luật của thành phố, là tới năm nào là ông nào là người nào sẽ xây tour tới năm nào là tới phiên người đó. Ok, nhưng mà thì hội đồng nghị viên thành phố cũng vẫn phải bỏ phiếu để mà chấp thuận theo tất cả những cái luật khác, nhưng mà những cái người nào tới phiên năm nào là sẽ được định ra rất là rõ ràng, chứ không phải là hối lộ nhau rồi. Nhưng mà cái hối lộ đó không có được đó. Không được, đâu có được đâu, làm gì có chuyện đó. Đó, anh hiểu không? Thì đối với tôi thấy những cái bản được đưa lên là chống tham nhũng thì bỏ phiếu yes cho cái dự luật suy, thì cái điều đó đối với tôi cái sự trong vòng 2 năm thôi, 22 năm thôi mà chỉ có 2 người thị trưởng thôi, mà những người thị trưởng nó không có làm gì được hết ngoài, mà tới bây giờ đó chúng ta cần cái sự thay đổi, mà thành phố này cái thay đổi rất là cần thiết cho thành phố Westminster, mà cái dự luật C đó là những cái mà cần thiết phải xảy ra trong thành phố Westminster mới đưa thành phố lên được. Nhưng mà theo Andrew thấy trong cộng đồng là ngay cả hôm cái buổi mà anh Hùng Cao về đây để vận động tranh cử
thì ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng lên giữa cái buổi họp và tuyên bố rằng là đừng có để cái dự luật này được thông qua, phải là bầu no, chống lại nó đi. Bởi vì nếu như vậy là thành phố Westminster, cư dân sẽ mất cái quyền bầu cử cho chính thị trưởng của mình, rồi làm như vậy thì giống như là cướp đi cái quyền tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến của người dân, và như vậy nó là một cái hình thức của cộng sản thâm nhập vào thành phố. Thì anh nghĩ sao? Ông Nguyễn Mạnh Chí với ông Tạ Đức Chí là thuộc một cái nhóm nguồn máy chính trị trong cái quận này, thì đương nhiên là họ muốn giữ cái quyền bầu cử thị trưởng để cho nguồn máy chính trị của họ chọn ra những người nào là thị trưởng, để họ dồn tất cả tiền bạc với lại khả năng vô để mà ủng hộ cái người đó. Cái cơ hội những người mà có tài để mà đưa vô là rất là khó, tại vì tranh chức thị trưởng là anh cần phải nhất 100.000 bên anh mới có thể đi ra tranh cái chức thị trưởng được. Mà cái chức thị trưởng đó để dùng để có cái tên thôi, chứ ngoài ra một khi vô anh thấy ông thị trưởng không có làm gì hết, không có nói gì hết, thành phố càng ngày càng đi xuống. Mà tại sao chúng ta phải tiếp tục giữ cái đó anh chị? Chúng ta không nên giữ cái đó. Cái gì ông ta nói là ông, cái quyền của ông Nguyễn Minh Chí nói là ông nói đúng theo cái tầm nhìn của ông, theo cái nguồn máy chính trị của ông. Tại ông nguồn máy chính trị của ông ta rất là mạnh, để họ có đủ tiền bạc để khả năng để đưa những cái người mà họ muốn vô trong cái cương vị đó mà thôi. Ngoài ra cái đó là cái chức bù nhìn, được bầu vô, những người này không có khả năng nào quyết định một cách đơn độc hết đó. Họ tùy thuộc vào một cái nguồn máy chính trị để quyết định tất cả những hành chính đường lối mà cái nguồn máy chính trị họ muốn họ làm như vậy. Nhưng mà Andrew cũng có một cái thắc mắc là như vậy thì tại sao thành phố lại không có một cái barem, hoặc là không có một cái tiêu chuẩn nào đó gọi là tiêu chuẩn định mức tối thiểu. Anh hiểu không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như thế này, là nếu anh là một thị trưởng của thành phố, nhưng mà trong thời gian anh làm việc đó 2, 3, 4 năm đó, thành phố có quá nhiều vấn đề, thành phố chuẩn bị bankrupt, thì anh phải bị gọi là default, là anh không còn giữ được cái chức vụ đó, là không được tranh cử trong một mấy năm nữa. Cái barem đó Andrew không thấy. Cái đó là không được, cái đó là không có nó unconstitutional, nó vi phạm hiến pháp. Tại vì thí dụ như anh ở trong một cái vị trí mà anh không làm được thì anh ít ra anh bản thân anh không thấy nhục, thì cái hệ thống nó cũng phải có một cái mức gạn lọc nào chứ. Giống như là anh thấy trong cái xe đồng hồ của mình á, nó có hai cái mức, thứ nhất là mức xăng, cái hai là mức nhớt. Ví dụ như anh chạy mà anh không có đủ xăng thì nó sẽ báo đèn đỏ liền. Nó phải có một cái định mức nào đó để mà warning cho cư dân, tại vì cư dân nhiều khi họ cũng không phải là dân chính trị thực sự, họ cũng chẳng hiểu gì về vấn đề là luật pháp đó kia. Họ hoàn toàn là dựa dẫm vào những người gọi là có khả năng học hành, rồi có cái trình độ hiểu biết để mà nâng đỡ, để giúp. Tại vì thật ra nếu mà bầu cử lên một thị trưởng mà hai mươi mấy năm trời mà thành phố nó cứ như vậy hoài thì họ cũng phải bó tay thôi, rồi mạnh những người kia vận động, mạnh những người kia dùng những cái chiêu thức chính trị để mà giữ cái ghế của mình, và làm như vậy chẳng khác nào mình bó tay sao. Thì đó là lý do tại sao chúng ta cần cái sự thay đổi. Tại vì anh biết những cái người này đó, anh nói tôi hiểu, rất hiểu ý anh Andrew anh nói không? Nhưng mà cái vấn đề đây đó, họ có một cái nguồn máy chính trị, okay. Họ làm không được việc, nhưng mà cư dân chúng ta không bao giờ hay biết hết á. Tại vì có cái nguồn máy chính trị, những cái truyền thông báo chí của họ lúc nào cũng lăng xê đưa những người này lên, lúc nào nói cũng này, người này là hay làm việc tận tâm cho cộng đồng này nọ đó. Nhưng cái sự thật nó hoàn toàn khác. Như là anh đã thấy rồi, những cái chuyện xảy ra trong thành phố đâu có đưa cái gì lên để mà làm cho tốt thành phố đâu. Chứ tối ngày chỉ là tìm cách để mình tăng cường cái cương vị chính trị, sự nghiệp chính trị của mình trong tương lai thôi. Tất cả mọi gì xây tượng đài, làm cái này làm cái kia, lúc nào cũng đi biểu tình, lúc nào cầm lá cờ vàng đi, lúc nào cũng là tôi là hậu duệ để làm chi, để bảo vệ cái sự nghiệp chính trị trong tương lai của họ thôi. Nhưng mà họ làm vậy mà họ có phải có cái nguồn máy chính trị ủng hộ họ, mà sau lưng nữa truyền thông báo chí của họ. Tại vì cư dân chúng ta đây á, không có thể nào lấy tin chính xác từ những cái những cái tờ báo tiếng Việt ở đây hết á. Tại vì họ không có dám làm những chuyện đó, không dám tường trình những cái sự thật về thành phố này. Tại vì họ lúc nào họ cũng phải lo về những cái quảng cáo, họ cái thu nhập của họ để cho cái tờ báo như là TV hay là radio của họ sống sót được thôi. Như chương trình như Football Star TV không cần cái chuyện đó, thì
mấy anh không có cần phải quan tâm về cái vấn đề đó. Để nữa anh ra người kia anh ký cho em cái check 10.000. Mấy anh không cần phải lo lắng về cái vấn đề đó. Đúng không? Cái này nói chung là qua cái chương trình này, cảm ơn anh đã nhắc chuyện đó, là Phố Qua Xe TV chúng tôi không hề nhận một đồng nào của ông Tài Đỗ hay là bất cứ tôi người không nào giờ... mà tôi phỏng vấn. Để mà chúng ta có thể gọi là dùng đồng tiền để mua tiếng nói, không phải như vậy. Phố Qua Xe TV sẽ cố gắng càng trung thực càng tốt. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn gặp tất cả các dân cử, các dân biểu, và đồng thời là để tạo ra một tiếng nói trung lập cho quý đồng hương cùng hiểu và cùng tham khảo. Cảm ơn nghị viên trong cái vấn đề Schedule C. Như vậy nói tóm lại là nếu cư dân thành phố Westminster, các vị và quý vị đã chán ngán cái cách làm việc trong những năm qua, thì quý vị phải bầu cử yes cho cái dự luật C này, là đồng ý sẽ cho cái sự thay đổi mới, gọi là thay máu lãnh đạo trong cộng đồng. Chuyện này nó không phải là một cái điều gì đó mà bản thân Andrew thấy là ghê gớm, tại vì tất cả những thành phố khác trong quận Cam cũng đã làm rồi, thành phố Fountain Valley cũng đã làm rồi. Và cái luận điệu mà Andrew cứ nghe đi nghe lại hoài là à, đây là một cái sự hình thức cộng sản kiểu mới, rồi tấn công thành phố thế này thế kia và chụp mũ. Andrew không nghĩ rằng đó là một cách làm việc hiệu quả để có thể thay đổi một cái sự thay đổi mới. Cho nên bản thân Andrew thì thấy rằng là tại sao chúng ta không thử một cái mới đi, tại vì cái cũ nó đã chứng minh cho quý vị thấy là trong 20 mấy năm rồi nó đã không có thành công, và nó cũng không có đem lại cái sự đổi mới tươi mới gì cả. Thành phố Westminster càng ngày thì vô gia cư càng nhiều, chỉ cái sát bên nhau có mấy con đường thôi, mà thành phố Fountain Valley hoàn toàn chúng tôi không hề có cái tệ nạn nào mà nó coi như là đi ra ngoài đường là nhan nhản là vô gia cư không à. Mà thành phố Westminster là tại vì quá dễ dãi cho nên là tất cả những anh vô gia cư khác cứ dồn vào đây, mà thậm chí còn thành phố Santana cũng vậy, dồn về những thành phố đó để mà làm việc, trong khi thành phố Gainro mình cũng không thấy có chuyện đó nữa. Cho nên những cái thành phố nào đã sử dụng cái hình thức gọi là được luân phiên á, thì Andrew nghĩ rằng nó sẽ công bằng hơn. Dạ, thành phố Westminster cũng như sở cảnh sát thì chúng tôi rất làm việc rất là tích cực để mà giúp giải quyết cái vấn đề mà homeless. Nhưng mà cái vấn đề homeless đó, nó là những người vô gia cư, nó là cái vấn đề nan giải của khắp nước Mỹ này. Tại vì bây giờ đó tôi vẫn làm trong cái ngành cảnh sát, thì tất cả những cái chuyện mà dính líu tới những người vô gia cư đó, tất cả mọi người cư dân đều gọi cảnh sát hết á. Nhưng mà bây giờ nó có những cái dự luật mà cũng là những người cư dân quyết định. Tại vì cái court case là ai quyết định? Là dân mình quyết định, đúng không? Dân là có nghĩa là bồi thẩm đoàn. Dạ, bồi thẩm đoàn quyết định. Thì họ bắt có những rất là nhiều tiêu chuẩn rất là cao, để cho nên cảnh sát bây giờ không có hoàn toàn bó tay. Nếu mà những người vô gia cư này họ không làm cái gì mà vi phạm luật á, cảnh sát không được quyền đụng tới họ nữa. Và nếu mà họ muốn di chuyển họ là phải cho họ một cái chỗ mà tạm trú, mà thành phố Westminster bây giờ chưa có một cái tạm trú nào hết. Trong quá khứ những người nhóm lãnh đạo trong thành phố ngày xưa đó, tôi đã đặt vấn đề ra hỏi họ rất là nhiều lần, khi nào chúng ta mới tiến hành tìm một cái chỗ tạm trú cho những người vô gia cư, cũng như là nếu mà không có đủ tiền thì phải hợp tác những thành phố khác. Thì những người trong quá khứ họ lờ đi, họ không có muốn tiến hành cái việc đó. Thì trong cái nhóm lãnh đạo mới bây giờ thì cái sự thay đổi nó rất là cao, thì hy vọng trong tương lai rất là gần đây chúng ta sẽ có một cái chỗ tạm trú cho những người vô gia cư. Tại vì nếu mà những người này mà đi ra ngoài công viên mà họ cắm trại họ ngủ ngoài đó, tối khuya cảnh sát tới đó, họ cảnh sát không có quyền họ kêu họ dời đi hay là bắt họ, tại vì không có được quyền làm như vậy này. Nếu mà chúng muốn mà thi hành cái luật cấm trại đó là phải cho họ một cái cơ hội hay một cái chỗ tạm trú. Nếu mà họ nói tôi không muốn đi là lúc đó mới thi hành cái luật đó được. Đây là cái luật mới của ông Federal Judge. Nói chung tôi không phải là nằm trong ngành quản lý thành phố cho nên là những cái luật đó tôi không có rành, nhưng mà quý vị là những người nằm trong cái cương vị đưa ra những cái sáng kiến, những cái thay đổi, những cái đường lối, những cái luật lệ định, thì quý vị là những người phải có trách nhiệm. Tiếng Anh nó gọi là quý vị có một cái legal duty. Oh, absolutely. Nếu mà quý vị có cái legal duty đó mà quý vị không làm được, cư dân cũng có thể làm được những cái motion để mà kiện tụng quý vị và bắt quý vị phải ra khỏi cái chức vụ của quý vị, đúng không? Cư dân có quyền đó không? Không. Ở Mỹ cũng không có quyền luôn. Anh có quyền recall. Có quyền recall đúng không? Recall thôi. Cái đó là cái motion anh nói là không phải là đưa ra tòa được. Tòa không thấy nào. Không, tôi không có đưa ra tòa. Tôi đưa ra ủy ban thành phố. Không được. Hoặc là đưa ra ngay cả trong cái cộng đồng.
ví dụ như bây giờ muốn record thì đi lấy chữ ký xong rồi submit lên trên cái đó thì được thành phố mà không đưa ra trong cái bầu cử rồi cư dân phải bỏ phiếu mới ủy ban bầu cử của quận hả hay là thành phố của quận thì record chứ, cái gọi là giống như cái anh thấy những cái record trong quá khứ rồi đó thì cái đó là đó là do quận xử lý, do cư dân trong thành phố xử lý. Nhưng mà cái cơ quan nào để đứng ra làm cái việc đó? Register of Voter, cơ quan quận. Sẵn tiện nói chuyện này thì Andrew cũng đã xéo một chút xíu qua cái chuyện khác, là cái chuyện mà thành phố luôn luôn gọi là đấu với nhau, mỗi người trong thành phố đồng viện lại đấu với nhau tùm lum hết trơn á. Thì hôm vừa rồi trong thành phố có một cái chuyện đó là ông Carlo Manzo đã thay thế cái chức vụ phó thị trưởng. Anh còn nhớ năm ngoái lúc tháng cỡ tầm tháng 11 đầu tháng 12 đó thì đưa ra cái nghị trình là censor ông phó thị trưởng lúc đó là ông Nguyễn Mạnh Chí, tại vì ông đưa có những cái lời nói chửi thề bằng tiếng Anh trong các cuộc họp thành phố, và như vậy cái conduct, cái cư xử của ông ta trong cái thành phố như vậy không có đúng mực, thì thành phố đã phạt ông ta. Anh có thể giải thích thêm là cái phạt đó có phải là chỉ phạt nhẹ hay không, hay là ngưng chức ông ta là phước chức phó thị trưởng? Ok, vấn đề đó nó xảy ra cái censor đó, cái chỉ trích của ông, nó khiển trách ông ta, nó xảy ra trong cái ngày cuối cùng mà ông ta làm phó thị trưởng, cho nên ông không có bị chính thức là bị cách chức, tại đó cái ngày cuối cùng rồi, ngày vừa hôm đó chúng ta bầu một người khác. Cái vấn đề đây đó là cái chức thị trưởng nó trong cái nhóm người nghị viên của thành phố nó được lợi dụng quá nhiều đi, you know? Thì lúc đó bà Kimberly Hồ đã là phó thị trưởng, ông Charlie Nguyễn Minh Chí là phó thị trưởng, mà lúc đó là đến phiên tôi, nếu mà nói về cái người mà thâm niên đó là cái người đến phiên tôi. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy là cái người mà thích hợp nhất để làm chức phó thị trưởng đó là chỉ tượng trưng thôi chứ không có gì hết, là cái người mà không phải người Việt. Thì lúc đó tôi mới propose ông Caleb Mansell vô. Thì tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người nên bầu cho ông Caleb Mansell, tại vì cái cương vị phó thị trưởng đó là cũ thuộc về người Việt quá lâu rồi, mà nó không có cái gì gọi là có quyền gì hơn hết á, chỉ có cái tên thôi, không? Với lại khi mình làm vậy đó, mình sẽ đem tất cả những cái cộng đồng khác gần nhau, tại vì hồi đó giờ cơ hội họ cứ nói là cái nhóm Việt Nam này ở tối ngày cái thị trưởng với phó thị trưởng không ạ. Không có để ai vô được hết á. Thì lúc đó tôi cảm thấy nó cái lúc vậy, mà tôi cũng thấy anh là một người nice, tử tế ha. Hả? Anh cũng dễ thương, tử tế. Không, mình phải biết điều cái chuyện đó chứ, mình phải hiểu. Cho nên đó là lý do tại sao tôi đề nghị ông Carlo Manzo. Đó, thì ông thị trưởng đưa ông Nguyễn Minh Chí vô nữa là lần nữa, tại ông Nguyễn Minh Chí năm ngoái đã là thị trưởng rồi phải không? Lại muốn đề nghị lần nữa, tôi mới tại sao mới vừa bị phạt vì cái tội là ăn nói lung tung như vậy mà vẫn còn được tín nhiệm vô chức phó thị trưởng trở lại. Thì bởi vậy đó, cho nên đó lý do tại sao mà tôi nghĩ ông Carlo Manzo là cái người tốt, ông lo lắng cho tất cả mọi người trong thành phố. Giữa ông Carlo Manzo với là ông Charlie Nguyễn Minh Chí lúc đó thì ông Carlo Manzo có vẻ là người chững chạc đàng hoàng hơn. Ông Carlo Manzo, ông là người Mỹ, ông lo lắng cho tất cả mọi người, ông đại diện cho những người Việt của chúng ta, ông đại diện tất cả mọi người chứ không phải chỉ lo lắng cho người Việt thôi, hiểu không? Thì cũng giống như cái bằng chứng cụ thể là cái bữa 30 tháng 4 đó, ông có đi với tôi đi xuống cái viện bảo tàng Power Museum coi cái triển lãm về những người vượt biển. Thì lúc đó ông rất là ông nghe những cái câu chuyện mà được kể ra ở, không biết anh Andrew Lay có đi thế đó không? Có, tôi có nghe ông kể lại là ông khóc. Yeah. Ông nói là các bạn là những người đã trả giá rất là lớn cho cái sự tự do của các bạn. Đúng. Cho đúng. Nên là ông cũng có bày tỏ một cái emotion, một cảm xúc. Yeah, anh đâu có thấy anh thấy một cái người nào mà đại diện mà họ để dành thời gian để mà tìm hiểu thêm về cái cư dân của mình đó là điều rất là tốt. Hồi đó giờ tôi không dám chắc rằng là những người mà nghị viên khác mà họ đã làm như vậy. Thì đối với tôi ông Carlo Manzo là một người tốt. Thì tôi nói rồi, cái sự understanding is the foundation of love.
Vâng. Anh thông hiểu người ta thì ông thông cảm người ta. Yeah. Cảm ơn nghị viên. Như vậy thì cũng đã quá nhiều cho cái dự luật C mà quý đồng hương, nếu quý vị nào cảm thấy rằng cần có một sự thay đổi mới thì nên hãy bầu yes cho cái dự luật C để có thể thay đổi một cái gương mặt mới, những cái lãnh đạo mới cho thành phố Westminster, và chỉ mong rằng là nó sẽ đạt được cái điều tích cực nhất cho thành phố mà cũng như một số người khác đang thay đổi và muốn đem cái điều đó cho thành phố nha. Điều tiếp theo mà Andrew muốn hỏi nghị viên luôn, đó là liên quan đến vấn đề mà gần đây chúng ta thấy báo chí cũng như là thậm chí ông Ngô Kỷ cũng có đưa những cái bằng chứng mới về ông Tony Lâm là cái người được đưa tên vào để thay đổi cho cái công viên Park West Park. Thì theo nghị viên thì nghị viên thấy rằng cái bằng chứng mà anh Ngô Kỷ đưa ra đó thì có đúng hay không? Và có phải thật sự ông Tony Lâm là cái người xứng đáng để lấy cái tên mà đặt cho cái công viên, mà là cái người đầu tiên nữa mà người vẫn còn đang sống nữa? Dạ, yeah, thì trước hết là tôi muốn giải thích cái thủ tục mà nó đổi tên một cái công viên thành tên ông Tony Lâm Park. Okay. Thứ nhất là cái người mà đưa ra cái vấn đề đó là một cái người Mỹ, ông Jameson Powell, ông là một luật sư. Ông đó là cái, ông đã từng tranh cử vô trong cái, ông là cái trustee cho cái Westminster School District ngày xưa. Okay. Cái nhiệm kỳ rồi ông không run nữa. Thì ông là cư dân ở thành phố Westminster, ông là Planning Commission được bổ nhiệm vô trong Park Hội đồng quy hoạch. Ông phải xin lỗi, ông phải Planning Commission ở trong Recreation Park. Recreation Park. Yeah. Thì được bổ nhiệm bởi ông Carlo Manzo. Okay. Ông ta là cái người thứ nhất, ông ra trong cái hội đồng ủy ban thành phố, trong một cái bữa phát biểu công cộng đó, ông kêu gọi ông Carlo Manzo hay hội đồng ủy ban thành phố để đổi tên cái công viên thành công viên Tony Lâm. Tại vì ông nghĩ là ông công Tony Lâm là cái người đã cống hiến rất là nhiều cho cộng đồng của tất cả mọi người trong thành phố cũng như cộng đồng Việt Nam. Ông là người của Việt Nam đầu tiên, ông là người mà gọi là pioneer, một cái người tiên phong đầu tiên để mà được bầu vô trong cái chức vụ nghị viên trên nước Mỹ này đầu tiên. Ông làm việc là rất là đúng, ông bảo vệ tất cả mọi người Mỹ cũng như Việt, mà ông được bầu vô không phải là người Việt. Lúc đó người Việt có 2.000 người ghi tên bầu cử trong thành phố Westminster thôi. Ông được bầu vô và đại đa số là người Mỹ. Cho nên đối với những người Mỹ, họ nghĩ là ông Tony Lâm là một người rất là đặc biệt, rất là có khả năng và cống hiến rất nhiều cho thành phố Westminster. Cho nên ông Jameson Powell là cái người đưa vô những cái nghị trình trong cái tại vì cái nói về công viên thì ông này là cái người commissioner trong cái ủy ban công viên thành phố đó. Ông đưa cho cái nghị trình trong cái buổi họp của Park and Rec, ông đề nghị là đổi cái tên thành một cái công viên Park West Park thành cái công viên Tony Lâm. Thì trong nhưng mà chắc có lẽ là ông sẽ hoàn toàn không hề biết về những cái bằng chứng mà ông Ngô Kỷ đưa ra là ông Tony Lâm là cái người làm những cái chuyện mà nó có thể xúc phạm đến danh dự của cộng đồng. Thì cái chuyện đó mình tính sao không? Thì lúc đó đó tất cả mọi cái ủy ban công viên họ đồng ý thì đưa tới City Council cho hội đồng ủy ban thành phố đặt chỉ chấp thuận. Thì cái sự việc tôi đưa ra thì những người trong cộng đồng biết, nhưng mà tôi hoàn toàn tôi không có nghe ai lên tiếng chống đối cái sự thay đổi của công viên lúc đó. Okay, ngay cả nếu như lúc đó mà ông Ngô Kỷ đưa những bằng chứng đó thì chắc là nó sẽ khác rồi đúng không? Thì lúc đó đó khi mà cái cuộc bầu cử đến bỏ phiếu xong đó, tôi có đưa cho tôi có text ông Phát Bùi, tôi nói về cái chuyện xảy ra trong hội đồng thành phố thì không có nghe ông Phát Bùi nói gì hết, ông không trả lời cái text của tôi. Thì đối với tôi thì mình làm những gì mà nếu mà cư dân lên tiếng thì mình phải sáng phán cân nhắc cái sự kiện nó như thế nào thì lúc đó mình mới quyết định. Tại vì là lúc đó ông Phát Bùi cũng như là cộng đồng thành phố, anh text ông là bởi vì ông Phát Bùi là chủ tịch cộng đồng cho nên anh muốn text và hỏi ý kiến của ông. Tôi text tôi nói là đây là những chuyện nó xảy ra trong hội đồng ủy viên thành phố đó, thì tôi không nghe ai nói trả lời hết, không ai nói là đừng có nên bỏ phiếu cho đó, đừng có ông này không xứng đáng chuyện này chuyện kia.
Còn những cái chuyện mà những cái bằng chứng được đưa ra đối với tôi, cái người mà đã từng tuyên bố là bà Kimberly Hồ cũng như ông Caleb Manzo đã muốn tịch thu chùa địa ngự, làm xem cái động đĩa trong cái chùa địa ngự, hoặc là xem cái chùa Mormon lên cái chỗ đó, thì đối với những người như vậy, tôi đối với tôi nó cái credibility, cái sự tin tưởng, tôi không có dám chắc chắn những cái chi tiết họ đưa ra đều là sự thật. Tại những cái sự thật đối với một cái người như vậy, nó có sự thật hay sự giả rất là khó khăn để mà kiểm chứng cái vấn đề đó. Những cái vấn đề này tôi nói cho anh nghe. Ông Tony Lâm là người đầu tiên, tôi không có được chuyện này rất là lâu rồi, phải không? Không ai nhắc tới chuyện đó nào hết, cho cái lúc mà được người Mỹ được đưa ra, không ai đứng lên phản đối hết. Thì một khi bây giờ đó thì một người lên tiếng, xong rồi thấy người khác lên tiếng, người khác lên tiếng, trước không ai nói tiếng nào hết. Nhưng cái vấn đề đây, ông cái những cái sự kiện này á, khi mà chuyện đó xảy ra trong quá khứ đó, thì ông Tony Lâm là cái người Việt đầu tiên làm dân cử, ok? Ông phải cân nhắc cái hiến pháp, cho nên ông phải nghe lời những cái người luật sư trong thành phố, ông phải làm gì cần phải làm. Mà không, tôi không có giải thích, tôi không phải là muốn đính chính hay là bào chữa cho ai hết. Đây là những cái chuyện mà, tại vì anh biết là những cái mà anh có quyền tự do ngôn luận, anh muốn làm cái gì anh làm, anh muốn mặc cái gì anh mặc, anh muốn làm cái gì trong nhà anh làm, đâu có ai cấm anh được, đúng không? Nhưng mà những người cư dân cũng như là những người hàng xóm của mình có quyền chống đối, đó là quyền của họ. Anh hiểu không? Cho nên cái nói mà dùng những cái mà tự do ngôn luận, tự do với lại những cái hiến pháp đó, anh không thể nào mà đi ngược lại cái hiến pháp của nước Mỹ hết. Anh có quyền chống đối, nhưng mà anh không qua quá lố được cái vấn đề đó. Anh hiểu tôi nói không? Cho nên cái vấn đề nói mà bây giờ thì ai cũng hiểu hết. Ok, bây giờ ai cũng hiểu, bây giờ ai mà thiếu mà thấy nói ô tôi không cấm treo cờ Việt Cộng, thấy mấy cái cờ Việt Cộng mà bỏ trên xe chạy vòng vòng đó, thấy ông Thí Tạ có đi ra ngoài phản đối biểu tình được không? Nó thấy ai làm, tại có đó cái hiến pháp của người ta, tôi không nói là đúng, người cư dân có quyền lên tiếng phản đối biểu tình la ó mà không được đụng người ta, đồng ý không? Nói là cấm treo cờ mới vừa, tại vì cộng á, họ muốn đi, không muốn đi qua đây, họ làm cái chuyện đó rất là khó khăn, mình đi biểu tình thôi chứ không được đụng họ. Anh hiểu pháp của Hoa Kỳ bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, chúng ta biết điều đó. Nhưng mà những cái người dân cử ở đây họ dùng cái đó nói tôi nè, tôi ra cái nghị quyết là chống lại cái phái đoàn Việt Nam qua đây, tôi đã nói rất là nhiều lần, nói trong cái chương trình ông Ngô Kỷ lúc mà tôi mới thắng cử, anh không làm được gì. Đây là cái tự do ngôn luận. Anh không thể, anh là cái tự, thành phố, nếu mà phái đoàn Việt Cộng mà đi vô đây, anh có quyền đứng ra biểu tình, nhưng mà anh không có quyền làm cái gì đụng tới họ hết. Anh không được quyền ném đá, cũng không có được làm không có quyền làm gì hết đó. Đây là những cái mà những cái người chính trị già đây họ dùng cái sự căm phẫn, tại vì gia đình tôi cũng đã bị là nạn nhân của sau 75, toàn cái người miền Nam là bị nạn nhân của cộng sản hết á. Họ vô họ lấy họ tịch thu, họ đuổi mình ra khỏi cái nhà cửa mình, phải đi về kinh tế mới, làm nó shut down mấy cái free enterprise, không được buôn bán gì hết á. Rồi phải người ta phải vượt biển, tôi ngay cái bản thân tôi cũng phải vượt biển chìm tàu xém chết nữa. Cho nên rồi những cái người như chú mấy bác đi biển HO qua đây, họ bị nhốt lại, bị trả thù 3 năm, 10 năm, 20 năm. Và khi mà được cái chương trình HO qua đây đó, họ rất là căm phẫn Việt Cộng. Tôi nghe nói tướng Lê Minh Đạo bị nhốt 18 năm. Dạ. Yeah. Thì anh hiểu không? Cho nên những người dân cử ở đây họ dùng cái sự căm phẫn của Việt Cộng đó để mà họ tranh cử. Nói vote cho tôi, bỏ phiếu cho tôi chống Cộng. Ok, anh chống Cộng rất là tốt. Cái chống Cộng của anh không có đưa cái thành phố lên được. Ghế vật lý trị liệu i9 của Lujaco với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L-track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng, lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lujaco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Trong cộng anh mà không nhờ tiền thuế là thành phố sẽ phá sản. Anh em chỉ có thành phố này là nói tôi chống cộng là tôi được bỏ phiếu.
mà cái chống cộng anh nó đâu có giúp đỡ gì cho cái hành chính của thành phố đâu. Yeah, mình ủng hộ tất cả các cư dân, đúng. Yes, tôi cũng bị là nạn nhân của vừa cộng. Tôi hiểu, tôi hiểu rất là rõ tôi những cái sự đau khổ của toàn thể cư dân của chúng ta ở đây. Chúng ta là nạn nhân của cộng sản, điều đó không có ai mà chối cãi được hết á. Đó. Anh hiểu, tôi hiểu ý tôi nói không? Thì anh cứ trình bày trong cái quan điểm đó, nhưng mà đối với Andrew thì Andrew thấy rằng là nếu như mà trong cộng đồng của chúng ta mà có một cái công viên như vậy thì ít ra nó cũng phải làm một cái điều đó nở mang, nó nở nang mặt mày, nó đem đến cái sự vinh dự, nó đem đến một cái sự gọi là một cái truyền thống tốt đẹp cho thành phố. Nhưng mà bây giờ nó đã trong cộng đồng của chúng ta nó có những cái sự xáo trộn bởi vì những luồng thông tin khác nhau và những cái bằng chứng đưa ra như vậy, thì tôi chỉ mong rằng là thành phố Westminster có cái hướng giải quyết cho nó thật sự là sát sao với ý kiến của người dân. Thì trong cái bữa họp thành phố đó thì ông Tạ Đức Chí, ông Nguyễn Minh Chí, tôi và ông Carlo Manzo bỏ phiếu đồng ý và Kimberly Hồ bỏ phiếu chống. Trong cái bữa mà khai trương cái tên Tony Lampard đó thì có tôi, có ông Carlo Manzo, có ông Tạ Đức Chí, ông Charlie Nguyễn Minh Chí không có đó. Có rất là nhiều. Bà Kimberly Hồ có đó. Bà Kimberly Hồ có đó. Mặc dù bỏ phiếu chống. Bỏ phiếu chống. Bà lên, bà phát biểu, tại mỗi người dân cử trong thành phố của mình lên phát biểu mấy phút. Thì bà lên, bà khóc lóc, bà nói, bà khen ông chú Tony Lâm rất là nhiều. Cảm ơn chú Tony Lâm là đã là một cái người đầu tiên để là đi vô trong cái ngành dòng chính của chính trị, đại khái như vậy đó. Bà rất là xúc động. Thì tôi rất là làm lạ là bà người lúc đó là bà cương quyết, bà rất là chống cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà cái bữa mà khai trương cái công viên thì bà tới đó bà rất là xúc động và phát biểu rất là tâm tình đó. Rất là nhiều người dân cử trong quận cũng như trong tiểu bang cũng như liên bang tới để mà ca tụng ông Tony Lâm rất là nhiều. Lúc đó không có ai mà nói một cái lời gì chống hoặc là phản đối bị hết á. Lúc đó rất là im lặng, tôi không có nghe được cái những người nào đứng lên tiếng hết á. Từ cái lúc mà ông Ngô Kỷ lên, bắt đầu ông lên nói thì tất cả mọi người bắt đầu thay đổi ý kiến, bắt đầu nhảy vô. Nhảy vô nói này nói kia thì lúc đó thì cái chuyện đó là nó xảy ra như vậy. Thì đó là cái việc mà Andrew muốn đích thân hỏi thăm nghị viên tại đỗ về quan điểm của ông. Và cho đến giờ phút này nếu như người dân họ bất đồng ý kiến như vậy thì nghị viên có nghĩ rằng ông sẽ ủng hộ một cái sự recall, nếu mà recall cái tên đó lại ông có ủng hộ không? Không, cái vấn đề này chuyện nó xảy ra rồi. Đối với tôi không có nghĩ là cái chuyện đó nó sẽ thay đổi đâu. Nó đã cái công viên nó được đặt tên rồi, không có nên rút lại. Còn cái vấn đề nói người sống mà được đổi tên thành công viên đầu tiên không có đúng. Bà Margie Rice, bà cái tên công viên đã được đặt trong khi bà còn sống. Bà vẫn còn sống. Bà còn sống. Ông Tạ Đức Chí là cái người đưa ra. Thì thành phố approve thì cái tên một cái công viên trong thành phố nó nằm ngay chỗ Freeway 45 với lại Westminster. Nó chỉ là đặt tên thôi chứ nó không phải là cái đài tưởng niệm mà. Chỉ đặt tên thôi. Chỉ là đặt tên cái công viên thôi. Cái đài tưởng niệm là cái bài Mandates Park là cái đài tưởng niệm của cái cặp vợ chồng người Mỹ lúc mà thập niên 40-50. Lúc đó là cái nó chia rẽ, nó segregation, nó không cho những người da màu đi học chung với da trắng á. Thì hai vợ chồng đó là cái người đầu tiên đưa thừa kiện tiểu bang đi học khu. Thì từ đó tòa nó phán ra là phải cho tất cả mọi người sắc dân đi học chung với nhau. Cho nên có cái công viên là Mandates Park thì nó là cái công viên tưởng niệm của gia đình người đó. Trong cái nói tóm lại thì chúng ta cũng đã nói xong cái vấn đề công việc Tony Lâm rồi. Cho nên Andrew cũng hết câu hỏi dành cho nghị viên rồi. Nhưng mà điều tiếp theo là vấn đề chủ đề rất là nóng. Và có thể phải nói là mình uống miếng cà phê xong nói tiếp. Mời quý vị nha. Vấn đề bầu cử của Assembly Position, dân biểu cho Hạ viện California. Và bây giờ cho đến ngày 7 tháng 6,
Bữa nay là ngày hai mấy rồi, 24, 25 rồi, chỉ còn có khoảng hơn hơn 10 ngày nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ phải bỏ phiếu. Tôi thì chắc lẽ là tôi không có bỏ phiếu khiếm diện, nhưng tôi đi bỏ bằng phiếu luôn. Nhưng mà có những cái sự trắc trở trong cộng đồng, có nhiều người nói thế này nói thế kia, và như nghị viên cũng biết rồi là cái dân biểu đại diện cho quận 70. Thì bây giờ quận 70 á, thì có rất là nhiều người đang tranh cử trong vấn đề đó. Thứ nhất là ông bà Kimberly Hồ ha. Thứ hai là bà Nidra Thu Hà. Thứ ba ông Thép Bùi. Thứ tư ông Tài Đức Trí. Thứ năm là cái cô Hilbert gì đó. Emily Hilbert. Rồi ông Jason Craig. Với lại người thứ sáu là Jason Craig. Jason Craig cũng là ở Westminster luôn. Yeah. Như vậy thì theo anh, tại sao kỳ này trong cái quận 70 như vậy mà tới 6 người tranh cử, và anh theo anh thì anh nghĩ rằng anh sẽ ủng hộ ai? Cái vấn đề 6 người thì chuyện nó rất là bình thường. Tại đây là cái cuộc đua vòng loại. Tại vì những người, hai người tốt nhất của một là đảng Cộng Hòa, hai là đảng Dân Chủ. Hai người sẽ đi vô trong cái vòng chính vào tháng 11 này sẽ đấu với nhau. Cho nên đây là cái vòng loại, rất là nhiều người có thể bỏ tên vô. Giống như ông Jason Gray, ông không có một cái ủy ban nào để mà tranh cử của ông hết, cũng không có cái đồng nào bỏ vô hết, chỉ để cái tên vô thôi. Còn bà Emily Hilbert thì có khoảng 25.000 và vậy đó. Nhưng mà tranh cử trong cái chức mà dân biểu này đó, ít nhất đó là 350.000, 250 là tệ nhất á. Tại vì mỗi lần anh send cái gửi cái mailer ra, gửi cái tờ giấy quảng cáo về mình á, nó đi khắp cái địa hạt khoảng 250.000 cư dân và khoảng 30-40.000 tờ quảng cáo như vậy, thì nó tốn ít nhất khoảng 30.000-40.000 một lần. Anh là người có kinh nghiệm, anh nói chuyện tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, tôi chỉ giống như là ngồi lắng nghe thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà sao tốn tiền dữ vậy? Tiền đó là cái, đó là phải gửi đi tới người cử tri. Bây giờ sao không gửi email hay là lên YouTube là làm news rồi cả hàng triệu người nghe? Email vẫn có, gọi text cũng có, gọi điện thoại cũng có. Họ nói như họ dùng đủ mọi cách để mà liên lạc với người cử tri, liên lạc với người cử tri. Cho nên những người nào mà có nhiều tiền nhất thì cơ hội thắng họ cao. Thì cũng giống như là trong đây theo cái tài khoản mà được báo cáo của những người ứng cử viên một, thì bà Kimberly Hồ bà cho mượn cái tài khoản khoảng 400.000 ngay từ lúc đầu. Còn mà Tài Đức Trí ông cũng raise như 250 hay nhiều đó, không có mượn. Ông Tài Đức Trí là người gây quỹ rất là nhiều người cho tiền ông ủng hộ. Tại những cái cơ sở thương mại, những cái người làm việc cũng giống như ấp từ cho những cái chỗ khác đưa tiền cho ông ta. Thì ông hay là người ta muốn bằng một cách đó để mà tiễn ông Tài Đức Trí ra khỏi thành phố một cách êm dịu hơn? Tôi không nghĩ là cái đó là, tại họ chỉ ủng hộ ông ta thôi chứ ngoài ra cái khả năng hay nhưng không. Nhưng mà nếu ông làm dân biểu trên đó thì ông có giữ chức thị trưởng được không? Dạ thưa không, ông phải bỏ cái chức thị trưởng này. Nhưng mà ông Tài Đức Trí lại ủng hộ cái chống lại cái dự luật C, là ông vẫn muốn là cái chức thị trưởng được bầu cử ở đây. Thì tôi đối với tôi thì những người mà khách quan cũng đồng ý là ông muốn ủng hộ cái đó, tại cơ hội ông thắng vô trong cái vòng loại này rất là thấp, cho nên ông muốn giữ có cơ hội ông đi ra tái tranh cử, quay trở lại trời, tái tranh cử thấy tháng 11 này. Ví dụ ông thắng cái vòng loại tháng 6 này thì vô vòng chính đấu với lại cái người Dân Chủ, thì mọi người đều tin tưởng là bà Thu Hà sẽ vô trong đại diện cho đảng Dân Chủ vào tháng 11. Nếu mà ông đấu với bà Thu Hà mà ông thua đó là cái chức thị trưởng ông không còn nữa, ông như là ông về giường luôn, ông không có được cái chức vụ gì hết. Thì nghỉ ngơi đâu có sao đâu. Dạ thì điều đó cũng tốt phải không? Thì cái người nhiều tiền nhất là bà Kimberly Hồ. Thì thật sự mà nói, tôi phải nói rất là rõ ràng tất cả mọi người, tôi sẽ bias, tôi sẽ có cái sự thiên vị về ông Ted Bùi, tại ông tôi ủng hộ ông Ted Bùi. Thì tôi đã từng tại biết. Sao đối với tôi, ông Ted Bùi một cái người, một cái máu mới, ông có cái sự thành công cá nhân của ông ta, ông có cái kiến thức, ông có cái khả năng tranh luận, nói chuyện, ông thông thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Việt thì hơi
hiểu được, nhưng mà yếu thì cũng giống như và tất cả mọi người lúc mà mình ra ngày đầu tiên tôi ra 2017 đó, lần đầu tiên phải nói tiếng Việt rất là nhiều. Mình biết tiếng Việt, mình học đọc sách đồ rất là rành, nhưng mà khi mà tại qua Mỹ qua lâu rồi á, không có phải đi ra nói chuyện tiếng Việt như vậy là rất là hiếm. Vậy là anh phải cảm ơn Andrew đó nha. Dạ. Hiểu không? Cho nên mình phải biết, phải tập lại nói tiếng Việt. Tập nói tiếng Việt nhiều thì hơn. Từ từ cái nó thông suốt. Thông suốt. Dạ, tại vì không cần phải xài hàng ngày á. Như vậy là anh ủng hộ ông Thép Bùi là vì ông có khả năng, nghe nói là ông nói tiếng Pháp được luôn á. Yeah, ông ta có rất là thông thạo về, nhưng mà ở đây không có ai xài tiếng Pháp hết, chắc là mốt ông tiếng Pháp ông bằng tiếng Việt luôn. Không, cái kiến thức nó là kiến thức của mình nó giúp cho mình phán xét những cái quyết định trong tại làm dân biểu anh phải làm luật, anh làm dân biểu anh làm luật anh phải có kiến thức về tất cả mọi việc trong đời sống của người ta, hiểu nhiều thứ cho nên cái kiến thức càng nhiều càng tốt để nó giúp đỡ cho cái phán xét của mình trong cái làm luật. Mà ngoài ra ông Thép Bùi ông có bao nhiêu tiền? Ông có cho mượn tiền ông của ông 100 ngàn. Cho mượn 100 ngàn. Ông raise khoảng 150, 200 ngàn gì nữa. Có nghĩa là hiện bây giờ trong cái đường trường đua này là bà Kimberly Hồ là nhiều nhất từ phía Đảng Cộng Hòa. Không, bà đâu, bà tự cho bà mượn 400 ngàn. Không, ý em nói là trong cái nhóm của các cử tri Đảng Cộng Hòa thì bà Kimberly Hồ là người có cái quỹ gây quỹ nhiều nhất, bà có tiền nhiều trong cái. Còn bà biết Thu Hà thì có bao nhiêu tiền? À, thì không biết nữa, nhưng mà chắc chắn là bà sẽ lọt vào trong tháng 11 rồi. Bà là cái người duy nhất trong Đảng Dân Chủ mà. Duy nhất trong Đảng Dân Chủ, nhưng mà vùng Nam Cali này là vùng Cộng Hòa mà. Cái địa hạt 70 này, tôi không biết là cái địa hạt 70 là địa hạt cũng rất là nhiều người Cộng Hòa. Cho thì đồng làm ý sao, làm sao anh nghĩ rằng bà Dietra chắc chắn như vậy được, làm sao anh lấy cái lý do nào tại cái luật là bây giờ là đánh đấu vòng loại, bà Thu Hà là đại người duy nhất đại diện cho Đảng Dân Chủ thôi, bà sẽ vô trong tháng 11 để đấu với lại sẽ vô được trong cái tháng 11. Nhưng mà nhiều khi cũng chưa chắc được, tại vì nhiều khi ở đây Đảng Cộng Hòa nhiều người ta thích những người đại diện Cộng Hòa vô không trong sao? Không, tháng 6 này là phải quyết định theo đảng thôi. À, tháng 6 anh ghi danh là anh là Đảng Cộng Hòa đó, để sẽ gửi cái ballot anh thì người Đảng Cộng Hòa thôi. Anh chỉ chọn người Đảng Cộng Hòa thôi. À. Khi nào mà anh gọi là anh declare independent hay là cái gì đó, đơn độc đó, thì họ sẽ đưa hai tên. Như vậy là bây giờ đó, qua cái phần sơ bộ đó là phải có đại diện của mỗi đảng. Rồi tháng vô. Dạ, anh bà Dietra Thu Hà không cần biết bao nhiêu tiền, chỉ đưa tên là đậu rồi đó. Đưa tên là đậu rồi đó. Dạ. Bây giờ đến tháng 11 rồi mới biết được. Tháng 11 bà mới là cái người như là Đảng Dân Chủ sẽ dồn tiền vô ủng hộ cho bà để bà tranh cử. Tại cái chức mà dân biểu vào lúc tháng 11 á là ít nhất là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Để mà đấu với nhau, hai cái đảng đấu với nhau. Nếu một người thắng Đảng Cộng Hòa lọt vô trong có được Đảng Cộng Hòa ủng hộ không? Chắc chắn. Khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo à, ít nhất là 1 triệu đồng. Nhưng mà cái tiền đó đâu được sử dụng cá nhân đâu, cái tiền đó phải sử dụng để tranh cử thôi. Để quảng cáo, dạ. Để quảng cáo thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà xài không hết thì có được để dành xài lần sau không? Cái đó để cái tiền đó phải chỉ dành tranh cử thôi chứ không có được xài cho bất cứ gì khác á. Có thể để trong cái committee đó cho tới lần sau hay là như thế nào đó. Dạ. Thì cái quỹ tranh cử ở Mỹ nói chung là các bạn là họ rất là phải nói là nghiêm ngặt ở trong cái quỹ tranh cử, và thậm chí là Hoa Kỳ cũng có tổ chức ra một cái ủy ban thanh tra cái tiền tranh cử, đúng không anh? Thì á, trong quá khứ đó, những cái xã hội đen họ dùng tiền cho cái con gà của họ lại đi tranh cử để khi mà block vô đó là cái con gà của họ, người mà họ giúp bầu vô đó sẽ làm ra những cái luật mà có lợi cho cái cơ sở thương mại của họ hay là những cái phương hướng chứng mà họ muốn đi. Cho nên sau đó thì chính phủ Mỹ họ thấy vậy, không ngăn chặn cái chuyện đó, họ cho nên cái tiền mà cống hiến cho gây quỹ để mà đi tranh cử đó rồi quản lý rất là chặt chẽ. Thứ nhất là phải không có được tiền mặt chỉ dưới 99 đồng thôi, trên tiền mặt là phải trả bằng check hoặc là credit card. Và trong đó phải ghi tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại. Mà nghe nói là hình như tối đa là chỉ được 2.900 thôi phải không? Tùy theo cái chức vụ, tiểu bang hay liên bang hay là thành phố hay là quận.
mỗi cái nó có cái giới hạn khác nhau, anh hiểu tôi không? Cho nên được quản lý rất là kỹ để những cái tiền mặt của xã hội đen mà đưa vô nó không có được, không có bị rửa, không được rửa, để cho nó công bằng cho những người không những có người, tiền, không có tiền, người không có được ủng hộ. Yeah. À như vậy cũng hay ha. Như vậy thì trong cái chức vụ đó còn anh có nhận định gì về những cái ứng cử viên khác không, như bà Kimberly Hồ, tại sao anh không ủng hộ bà, hay là thậm chí là ông Tài Đức Trí là thị trưởng của anh mà? À, đây, những người này thì tôi đã làm việc 3 năm nay rồi, tôi đã đụng đầu với bà Kimberly Hồ như Tài Đức Trí lúc mà hai người đã là cùng một phe với nhau, thì lúc đó tôi là lúc nào tôi cũng là người đơn độc hết á, thì tôi phải đưa ra những cái dự luật để mà giải quyết, để mà thay đổi thành phố, giống như là những cái nội quy về đạo đức cách hành xử giữa những người dân cử đối với nhân viên, mà tôi bị chống đối kịch liệt, rồi họ tấn công cá nhân trên trong những cái diễn đàn của hội đồng nghị viên thành phố. Thì đối với tôi những cái rồi họ nói láo, và ngay cả bà Kimberly Hồ đã từng thời gian đã đi ra ngoài, thì vì tôi đưa chỉ vì tôi đưa ra cái nghị quyết, cái dự luật nội quy để mà code of conduct thôi, code of ethics thôi, và bị chống đối kịch liệt và tấn công ráo riết, rồi xong rồi đưa xong rồi họ đưa ra một cái dự luật là ba người nghị viên phải đồng ý thì những cái nghị trình được đưa lên agenda, nó rất là độc tài. Thì lúc đó tôi có ghi lên trên cái Facebook đó, là tôi nói là tôi phản đối, tôi nói trong cái bữa họp, xong rồi tôi phản đối trong cái trang cá nhân, tôi dùng cái tự do ngôn luận, tôi nói là thành phố Westminster đã chính thức thành thành phố Hồ Chí Minh, tại vì họ những cái quyết định của họ là cấm không cho cá nhân tôi là một người dân cử mà không được quyền để lên nghị trình nếu mà không có sự đồng ý của họ. Cái điều đó không có thể nào xảy ra đây hết á. Bà Kimberly Hồ là cái người đem ba má của bà tới một cái bữa họp báo, nói tài đổ là cái người muốn đổi tên thành phố Westminster thành phố Hồ Chí Minh, làm ầm ĩ lên làm tùm lum hết. Thì đối với tôi, đó đâu phải đâu, cái đó là theo bản thân tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cái câu sarcastic thôi, anh chỉ nói là joking thôi mà. Đúng, nhưng mà lúc đó là bà Kimberly Hồ là cũng thuộc vào một cái nhóm với ông Tài Đức Trí. Bà Kimberly Hồ không có khả năng để mà tranh cử nếu mà không có sự ủng hộ của cái nguồn máy chính trị của ông Chí Tạ, ông Trần Thái Văn, nhiều Nguyễn Minh Chí. À, đây, cho nên lần đầu tiên bà ta đi ra để mà tranh cử một cách đơn độc, mà nếu không có cái nguồn máy chính trị của ông Tài Đức Trí để ủng hộ nữa. À, thì tôi đối với tôi, ông Tài Đức Trí không có thể nào khả năng để mà đi ra khỏi cái thành phố Westminster hay là Orange County để mà đại diện cư dân hết đó. Nhất là một cái cương vị gọi là lập pháp, người lawmaker. À, cái cương vị, ngôn ngữ ông không có khả năng. À, cái sự hiểu biết về về hành chánh cũng như nước Mỹ đó, ông hầu như là ông không có biết nhiều, không gọi là không có hòa đồng vô thành nước Mỹ, này là simulated đó, những cái ông rất là thờ ơ cái việc vấn đề đó. Cho nên đối với tôi, ông Tài Đức Trí ông thắng được ở đây là tại vì người Việt mình thương ông. Ông đi đâu ông cũng dạ, ông rất là dễ thương, cho nên cư dân mình bầu cho ông ta. Cái sự ủng hộ của ông Tài Đức Trí rất là cao, tôi không bao giờ coi thường cái chuyện đó hết. Nhưng mà cái sự thật mà ông ta không có khả năng đứng lên một mình, thì ông không có biểu lộ một cái khả năng mà đơn độc của ông. Lúc nào cũng phải có cái người hỗ trợ hay là cố vấn hay là giúp ông để mà giải quyết hay là trả lời những câu hỏi khó khăn, hóc búa khi nói về hành chánh cũng như là cái sự cái giải quyết vấn đề trong thành phố. Nhưng mà anh nói vậy cho em thấy ông Tài Đức Trí lên cái đài phỏng vấn của N10 TV Trung Quốc, khi ông lên một mình ông nói rất là dõng dạc, đâu có cần phải ai đi theo đâu. Ông nói tiếng gì? Tiếng Việt hay tiếng Mỹ? Ông nói tiếng Việt rất là rành. Ông nói tiếng Việt rất là rành. Ông chuẩn bị trước, ông lên, ông đi những cái đài mà thân với ông thôi thì ông mới đi một mình. Còn những cái đài mà ví dụ mà nếu mà anh Andrew Lay kêu ông lên thì chắc chắn là rất là khó khăn mà để ông đi một mình lên để mà dễ. Nhưng mà em nói tiếng Việt mà em đâu nói tiếng Anh đâu. Thì nói tiếng Việt thì rất là hay, ông nói tiếng Việt rất là hay. Nhưng mà đây là khi mà anh làm trong cái một người lập pháp á, trong tiểu bang đó, anh nó đâu có người thông dịch cho anh đâu. Anh phải có cái khả năng đứng lên để mà có tài hùng biện để mà đứng lên bảo vệ những cái người bỏ phiếu cho mình. Như vậy thì ngoài những người vừa đưa tên ra đó, anh đã quyết định là sẽ ủng hộ cho ông Ted Bùi và endorse ông Ted Bùi trong cái kỳ tranh cử này. Andrew có một câu hỏi rất là cá nhân, tại sao anh không có ra tranh cử?
anh là người hiểu biết, anh là người thay đổi, anh thấy được những cái điều thiếu sót trong thành phố, vì anh cũng là cái người rất là xứng đáng, sao anh không ra tranh cử? You know, tôi không phải là cái người chính trị gia chuyên nghiệp. Tôi ra đây để mà tôi muốn sửa đổi những cái gì. Anh đã trong hội đồng thành phố là anh là chuyên nghiệp rồi. Không, tôi đồng ý. Cảm ơn anh Andrew đã có cái lời nói đó. Thì I appreciate that. Nhưng mà đối với tôi không phải là cái người. Tôi có khả năng làm việc, tôi khá có khả năng. Nhưng mà tôi đó không phải là cái ý muốn của mình. Tôi không muốn theo đuổi chính trị để mà thăng tiến. Đối với tôi không cần cái đó. Tôi cần cái sự bình an của mình thôi. Westminster cũng còn vài tháng nữa. Tôi muốn giải quyết cái vấn đề Westminster để mà cho dẹp cái đường cho những người mới họ vô, họ không bị tấn công cá nhân, để cho có cái cơ hội những người có tài họ vô để mà họ giải quyết giúp cái thành phố trong cái cơn nguy ngập này. Thành phố Westminster hồi đó giờ chưa có những người có tài vô được. Anh có tài vô là họ anh bị tấn công ngay lập tức. Cũng giống như những cái tranh cử anh thấy đó, những người bất cứ người nào vừa lọt vô, ông Ted Bùi vừa lọt vô và là bị tấn công liền. Là nói là ba vợ của ông là cộng sản. Đó, đưa hình đồ lên là tấn công ngay lập tức liền. Thấy không? Ông là người mới, ông là cái máu mới, mới vừa đưa vô là bị tấn công ráp rip luôn. Đó là lý do tại sao tôi có người là hỏi tôi nên có muốn tranh cử chức dân biểu không? Tôi nói không. Đây này không phải lúc. Tôi muốn giải quyết những gì tôi có bây giờ trước đã rồi tính sau. Như vậy là lần tới này trong tháng 11 này bầu cử cái district, năm district đó. Vậy lúc đó ông nghị viên tài đổ của thành phố Westminster có còn ở trong hội đồng thành phố hay không, hay là anh tính đi đâu? Cái tháng 6 này thì cư dân mới quyết định là có 5 địa hạt hay không. Thì nếu mà 5 hay 4 địa hạt thì tôi vẫn ở nhà, tôi vẫn ở trong địa hạt 2. Tôi không muốn dọn đi hay là cũng không muốn đổi địa chỉ ngay lúc này. Cho nên tôi không có muốn làm mấy chuyện đó. Có nghĩa là tháng 6 này cũng có nghĩa là anh kết thúc sự nghiệp chính trị luôn hay sao? Tháng 11. Không, nghỉ luôn. Nếu mà cư dân mà không có ủng hộ cái dự luật C đó thì cái chức thị trưởng vẫn được bầu á, thì tôi có thể ra tranh cử chức thị trưởng, tôi có thể thôi. Nhưng mà làm gì làm tôi cũng vẫn ủng hộ cái dự luật C để không có chức bầu cử thị trưởng nữa, để cho nó công bằng cho tất cả mọi người. Để cho cơ hội những cái người mà người làm vẫn còn làm chính trị chứ không phải là rút về giường, không muốn về sự bình an gì hết trơn á, vẫn còn làm việc ở đây chứ đúng không? Cái nào? Tại nãy anh nghe nói anh muốn sự bình an cho nên Andrew tưởng là anh rút lui rồi chứ. Thì you know, tôi muốn bình an. If you want peace, prepare for war. Okay? Anh muốn sự bình an, anh phải chuẩn bị cho chiến tranh. Thì lúc đó anh mới bình an được, chứ mà anh mà bình an mà anh yếu là anh không có bình giờ bình an hết. Okay. Vâng, cảm ơn kính thưa quý vị trong một cái buổi tọa đàm cà phê sáng với lại nghị viên Tài Đỗ. Và theo cái tinh thần làm việc và nói chuyện chung với lại anh Tài Đỗ thì anh Trù thấy rằng ông nghị viên Tài Đỗ mặc dù là nhìn rất là sophisticated, nhìn rất là coi như là người rất là trang nghiêm và rất là coi như là chuyên nghiệp, nhưng mà ảnh rất là thân thiện như các bạn. Cho nên nếu tất cả các báo đài nào hoặc là những bạn nào cá nhân muốn nói chuyện với nghị viên Tài Đỗ thì anh cũng rất là sẵn lòng làm chuyện đó, đúng không ạ? Tại vì ông là một người gọi là một công chức, một người dân biểu, dân cử của thành phố Westminster. Anh rất là dễ dàng để tiếp xúc với mọi người và trả lời mọi câu hỏi. Có như vậy thì chúng ta mới đã thông được cái suy nghĩ. Nhiều khi lúc trước Andrew chưa có làm trong cái truyền thông này, chưa có tiếp xúc với mọi người, Andrew thấy quý vị có vẻ rất là xa vời, rất là cao. Nhìn quý vị ra đường, tôi gặp quý vị là tôi phải khấm nấm, phải chào thưa, làm sao phải biết, phải phép. Nhưng mà bây giờ nói chuyện xong rồi thấy rất là thân thiện và rất là gần gũi. Tôi cũng cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn cũng nhiều lần. Và bất cứ lúc nào mà Andrew có những câu hỏi nào muốn nói chuyện với nghị viên Tài Đỗ thì anh rất là sẵn lòng. Cho nên Andrew cũng mong rằng là qua cái việc này đó thì thành phố chúng ta cũng nên tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa để biết được. Tại vì gần như là Andrew thấy rằng là mọi người á, ai cũng nói rằng tôi là người tốt và ai cũng nói là tôi muốn xây dựng thành phố. Có nghĩa là sao? Mẫu số chung của tất cả nghị viên ở đây cũng đều là muốn xây dựng cái thành phố Westminster này đi lên. Nhưng mà trong cái việc làm á,
nhất là trong cái việc hội đồng thành phố họp, rồi trong cái việc làm á, chúng ta thấy rằng dường như là cái đó chỉ là lời nói thôi, chứ nó không ước có muốn. Thực tế ước muốn không? Yeah. Cho nên là tôi mong và chúc cho thành phố luôn luôn giữ vững là mình nói cái gì mình phải làm cái đó, và nếu mà thật sự là mình nói được mình phải làm được, chứ đừng có những cái sự xáo trộn thành phố. Và cũng cảm ơn ông Tài Đỗ là đã thấy được rằng những cái điều cần thấy trong thành phố và cần làm, giống như là đưa ra cái Code of Ethics, cái chương trình nghị sự đó. Và bây giờ rõ ràng là thành phố cũng, các nhân viên thành phố cũng đã cảm thấy tốt hơn, vì họ thấy rằng có một cái nghị trình, một cái luật gì đó về đạo đức để bảo vệ nhân viên thành phố, thì họ thấy thoải mái hơn là trong vấn đề làm việc. Họ không có bị là những nghị viên thành phố là áp lực họ bằng cách là dùng những cái vị trí của họ để ra lệnh cho họ, thay vì họ chỉ là một người làm theo lệnh của ông quản lý thành phố thôi là đúng hơn. Và Andrew cũng mong rằng là qua cái chương trình này, nếu các bạn tiếp tục share, chia sẻ và subscribe cho đài 4OneStar TV, chúng tôi sẽ tiếp tục có động lực để làm thêm những cái clip interview khác. Và chúc cho nghị viên thành phố ông Tài Đỗ có những cái điều mới mẻ hơn nữa để cống hiến cho thành phố. Và tôi thấy rằng là nếu như nghị viên mà tiếp tục cứ theo cái bước làm việc như thế này đó, thì chắc chắn cũng có sẽ những người thương ông, và từ từ họ sẽ thấy được thôi. Và đồng thời là những người chống ông thì họ cũng sẽ tiếp tục chống thôi, đúng không ạ? Nhưng mà ông đã bước vào cái con đường công chức rồi thì ông cũng đã thấy là trong luật nó gọi là foreseeable future. Ông đã tự đưa mình vô một cái con đường khó khăn, thì ông phải cố gắng nha. Thì cảm ơn anh Andrew đã nói những cái lời chia sẻ với tất cả mọi người như vậy. Tôi rất là cảm ơn anh Andrew. Anh rất là người rất là cảm thông, rất là hiểu biết về sự tình. Đó. Thì cũng giống như anh nói đó, thì tôi lúc nào cũng vậy. Người ta nói là tiếng Mỹ nó hay sao? Begins with the end in mind. Là bắt đầu với cái sự, và thấy được cái sự kết thúc. Đó, thì khi mình làm cái gì, tôi vô bất cứ cái vấn đề gì, tôi hiểu, tôi vô trong cái trường hợp nó như thế nào và cái hậu quả như thế nào. Lúc nào tôi cũng rất là sáng suốt cái vấn đề đó. Tôi không bao giờ mà có những cái ảo tưởng về vấn đề đó hết á. Tôi biết tôi cần phải làm cái gì. Thì tới bây giờ lúc này mà sau 3 năm rồi, rất là nhiều chuyện nó đã xảy ra trong thành phố, mà cũng rất là nhiều thay đổi đã xảy ra trong thành phố. Và lúc nào tôi cũng rất là hãnh diện gì tôi làm. Tôi không bao giờ mà xấu hổ gì hết á. Tôi không có làm gì mà sai á. Tại vì sao? Đó là cái legacy của mình. Cái something mình nhìn lại, mình sau này con cái mình đã nhìn cái lại huyền thoại của mình, người ta hãnh diện về mình, anh làm rất là đúng, rất là cương vị, nó không có, nó làm những cái mà không ai dám làm, chứ còn những chuyện dễ thì ai cũng làm được hết rồi. Nhưng đó là lý do tại sao tôi rất là vui, rất là nhiều cái những khó khăn trong những chuyện vấn đề mình làm, nhưng mà lúc nào cũng vui. Thì sao mình làm với cái tấm cái tinh thần phục vụ thật sự, không có lợi dụng ai, không có xạo ai đó. À, cho nên lúc nào cũng vậy, tôi cũng muốn là bây giờ đó là những người trẻ, những người có khả năng, ai cũng vậy, ai cũng nói là ô, tôi cũng muốn người trẻ vô, tôi cũng muốn cống hiến vô mà không nghe lời họ, không theo họ là họ bị chống ngay lập tức liền. Không, bây giờ tôi muốn dẹp cái đường cho tất cả mà những cái sự tấn công cá nhân này nó bớt đi, không thể nào mà hoàn toàn hết được hết á. Để cho những người có khả năng, những người sinh ra ở đây, họ không phải là hậu duệ. Phải là hậu duệ mới được sự ủng hộ. Cũng như là má tôi lúc nào cũng nói là con vua thì được làm vua, không con sải ở chùa thì phải quét lá đa. Đó, nó không phải ở Mỹ này, như ai cũng có cái quyền vô để mà cống hiến hết á, chứ không phải là mình chỉ là hậu duệ mới được, hoặc là con ông cháu cha, hay là ba tôi như vậy, má tôi như vậy. Nó cái anh làm được khả năng cái gì để anh vô để anh cống hiến cho thành phố, thì nên tôi lúc nào cũng muốn ủng hộ tất cả những người đó nên đi ra tranh cử. Tôi cái cơ hội tôi dẹp cái đường này nó đã bớt lại những cái sự tấn công cá nhân rồi. Tại vì bây giờ đó, sau những cái chuyện đã xảy ra, ông thấy ông thị trưởng như ông Tạ Nguyễn Minh Chí, Tạ Đức Chí bớt cái nói những cái điều không đúng sự thật trong những cái truyền thông báo chí, những cái lời họ nói bây giờ rồi. Ngày xưa thì họ nói rất là tự tin, không muốn nói gì trời nói đất gì cũng được hết. Thì tôi muốn những người trẻ họ vô để mà họ cống hiến cái tài năng của họ để đưa thành phố lên. Thành phố này cần những người có tài, có khả năng đưa những hành chánh, có những cái sáng kiến để đưa thành phố lên, chứ không phải vô đây để mà xây dựng cái sự nghiệp chính trị của họ. Rất là cảm ơn anh Andrew Lê cũng như là Phố Forza TV cho tôi cái cơ hội để mà tỏ bày tất cả mọi người. Thì lúc nào cũng vậy, tôi nghiêm chỉnh, tôi rất là nghiêm chỉnh, mà bình thản, tôi rất là bình thản, sao cũng được hết.
chứ không phải là tôi không muốn phải là ăn trên ngồi trước. Anh nói rất là đúng, tôi không phải là người ăn trên ngồi trước. Tôi không cần người ta phải nhận thấy tôi ngoài đường rồi phải không núm đâu nào nào. Đối với tôi, đối xử với tôi người bình thường, tôi vui rồi chứ không cần phải làm mấy chuyện đó. Cảm ơn nghị viên rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tới, trong những cái mục tới cũng như là những cái sự kiện hấp dẫn đang chờ đợi trước mắt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi. Xin chào. Xin chào.